mở tất cả các ngành nghề. Và nó xảy ra ở đâu? Ở tại Nhật Bản, ở Việt Nam, ở Thái Lan, ở Hồng Kông, ở Malaysia, ở Singapore, ở Taiwan và kể cả ở Trung Quốc. Thì các bạn thấy là cái sự thiếu hụt này nó không diễn ra ở Việt Nam mà ở gần như ở hầu hết các nước ở châu Á. Thứ hai, một khảo sát kế tiếp là khảo sát của Mercer và Tower Watson năm 2014 cũng cho thấy rằng riêng tại Việt Nam, ngoài cái chuyện mà xảy ra thiếu hụt nhân tài đó, lại còn có cái chuyện là tỷ lệ nhân viên nghỉ việc khá là cao. Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc khá cao nó diễn ra ở các ngành như là ngành dược phẩm, ngành tiêu dùng và kể cả ngành bảo hiểm. Tại sao như vậy? Người ta thống kê cho thấy rằng riêng ở Việt Nam thì tỷ lệ thất nghiệp nó nằm trong khoảng 2.3 hoặc là 2.4%. Và người ta thấy rằng là cái tỷ lệ của các công ty đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng. Thì do đó là từ cái chỗ là cái cơ hội nghề nghiệp ở Việt Nam nó vẫn còn. Và cứ mỗi lần một công ty mở ra thì họ lại tìm ai? Họ tìm những vị trí sales, tìm vị trí manager, tìm vị trí engineer. Và do đó là đương nhiên là cái chuyện thiếu hụt nhân tài sẽ diễn ra. Tôi ở trong ngành dược khá là lâu, cho nên tôi chỉ đơn cử một chuyện như thế này. Các bạn thấy là trong ngành dược thì bất kỳ những người mà làm về vị trí cộng trình dược viên hoặc là product manager, giám đốc sản phẩm thì người ta cần những người đó là phải có background hoặc là dược sĩ hoặc là bác sĩ. Mà các bạn thấy là tìm một người dược sĩ, bác sĩ biết tiếng Anh đã khó, đằng này là không chỉ biết tiếng Anh, không chỉ phải là bác sĩ, dược sĩ mà còn phải có kỹ năng bán hàng, có kỹ năng quản lý. Thì làm sao kiếm đâu ra? Đương nhiên họ sẽ đi headhunt từ những công ty mà đang hiện hành. Và đó là nó thúc đẩy cho cái tỷ lệ nghỉ việc của những cái ngành nghề sẽ tăng hơn. Một khảo sát kế tiếp. Nếu như tôi nhớ cách đây hơn 3 năm về trước thì người ta có một khảo sát của Tower Watson nói rằng là tất cả những nhân viên ở độ tuổi 35 tuổi thì các bạn nếu thấy họ đã 2 năm làm việc rồi thì chuẩn bị họ sẽ đi tìm một cái job mới. Nhưng khảo sát của Bay Group thì lại cho thấy rằng cứ 3 người thì có 1 người sẽ đi tìm việc trong cứ mỗi 2 năm. Có nghĩa là nếu như hiện nay trong nhân viên của các bạn á, mà nếu có người mà đã làm 2 năm rồi thì hãy đi tìm, cứ 3 người sẽ có 1 người mất. Đó là cái khảo sát kế tiếp. Khảo sát kế tiếp nữa đó là người ta thấy cũng theo dựa trên đó là khảo sát của Munsters là một cái tổ chức khá nổi tiếng trên thế giới, thì người ta thấy rằng là cứ có khoảng 82% nhân viên là họ luôn luôn cập nhật cái resume của họ trong 6 tháng gần đây. Điều đó cho thấy rằng là họ có thiên vị tại chỗ chưa chắc. Tức là các bạn có người vào rồi đó, tuyển người mới vào rồi đó, nhưng mà trong vòng 6 tháng thôi họ đã đi tìm việc khác rồi. Thứ hai, khảo sát thứ hai của Whispers, người ta nói rằng là 50% nhân viên nói rằng họ luôn tìm cơ hội mới. Thì có nghĩa là các bạn đang có nhân viên đó, tuyển được người tài đó, nhưng mà liệu họ ở với mình bao lâu thì đó là câu hỏi mình cần phải xem xét. Một điểm nữa chúng ta cũng nên xem xét là hơn 80% nhân viên bỏ ra đi, họ đều comment, họ đều bày tỏ lên có vấn đề liên quan đến vấn đề là kém quản lý. Và người ta có nói một câu rằng là nhân viên thường thường rời khỏi công ty là vì người quản lý chứ không phải là vì công ty. Thì tôi tìm được cái hình, các bạn thấy cái hình này là tôi đưa cái câu thôi là các bạn hiểu rồi đó. Đó là cái content khá là thông thường. Rồi, một điểm khác nữa là nếu các bạn thấy trên cái hình này nè, các bạn có nhận diện ra là cái người đứng đây là đại diện cho thế hệ nào mà? Gen X hoặc là Baby Boomer. Các bạn ngồi phía dưới nhìn thấy anh Phúc với anh Tiết không? Mặc đồ rất là chỉnh chu. Nếu các bạn nhìn ở trên này, bất kỳ người nào mà mặc áo và vest con thì họ đa số thì là Gen X. Nhưng mà còn Gen Y thì sao ạ? Đó, điển hình Gen Y, họ thích mặc đồ thoải mái, không chỉ vì trang phục họ thích, nhưng mà tác phong làm việc họ cũng khác. Và ngày nay không chỉ
chỉ là Gen Y xử lý, Gen Z đã bắt đầu bước vào thị trường lao động rồi các bạn. Và đây là cái mô hình bàn làm việc của Gen Z nha các bạn. Và các bạn thấy là mô hình Gen Z làm việc và các bạn thấy sao? Họ cân bằng giữa công việc và relax entertainment rất nhiều. Họ không chỉ khác với chúng ta về nhu cầu trang phục, nhưng họ khác cả về nhu cầu làm việc và cả về cách giao tiếp của họ cũng khác, họ có một số ngôn ngữ khác. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đọc một cái message của một người cháu của tôi đang là Gen Y. Nó nhắn tin cho tôi không hiểu cái gì hết. Thì bây giờ sang cái Gen Z còn tệ hại hơn nữa. Các bạn nhìn thấy đây một loạt những ngôn từ mà người ta đã phân tích là chỉ có Gen Z mới hiểu, chứ còn baby boomer thì tôi thì không thể nào hiểu được. Thì như vậy, hiện nay trên thế giới các bạn đang có những thách thức gì khi mà quản lý nguồn nhân lực? Thách thức thứ nhất đó là chúng ta có những cạnh tranh và cạnh tranh toàn cầu. Chúng ta thấy internet bùng nổ, do đó là cái cạnh tranh ngày xưa ở trong Việt Nam với nhau là đã mệt mỏi rồi. Bây giờ là cạnh tranh không chỉ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương mà còn cạnh tranh toàn cầu. Người Việt Nam có thể chạy qua bên Mỹ. Hiện nay tôi có một số người bạn đang là chief rep của công ty dược, nhưng họ bỏ để họ đi qua bên Canada. Thì như vậy các bạn thấy không chỉ cạnh tranh ở trong nước mà còn cạnh tranh toàn cầu ở cả những nước ở bên Mỹ, bên Canada cũng có nữa. Một cái ví dụ thứ hai nữa, các bạn thấy là Singapore, là y tá của Singapore thì họ chạy qua bên Mỹ họ làm việc, chạy qua bên Canada họ làm việc. Thế thì y tá của Singapore họ sẽ lấy từ đâu? Họ đang hết tên y tá của Việt Nam mình qua, họ đào tạo để họ lấy. Thế thì như vậy trong tương lai cái sự cạnh tranh nó càng khốc liệt hơn nữa. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai thì cái việc thiếu hụt nhân tài diễn ra và cả về cái chênh lệch giữa cái cung và cầu, yêu cầu về kỹ năng lẫn cả cái tuyển dụng cung ứng của thị trường về vấn đề kỹ năng, thì khoảng cách này nó ngày càng tăng. Tôi thì tôi không dám phê phán gì, nhưng mà các bạn cũng hiểu cái nguyên nhân nó diễn ra từ đâu. Nếu các bạn nhìn thấy trong tỷ lệ mà sinh viên tốt nghiệp ra trường, thì tôi khảo sát sơ bộ thì tôi thấy là một vài công ty cho thấy là trong phát biểu rằng là trong khoảng 100 nhân viên tốt nghiệp ra trường sử dụng được ngay thì chỉ có 10-15%. Còn nếu như công ty công nghệ thì sao? Họ nói công ty công nghệ nếu mà lấy từ đại học công nghệ ra thì có thể lấy ngay là 10%. Nhưng nếu lấy từ trường cao đẳng thì chỉ có 1% thôi. Thì như vậy các bạn thấy là với nhu cầu hàng năm mà cứ càng tăng kinh doanh và tuyển thì lấy đâu ra mà tuyển. Thì đó là cái sự thiếu hụt nhân tài diễn ra. Thứ ba, mà hồi nãy tôi vừa mới đưa một bức hình, đó là cái sự khác biệt về các thế hệ. Và với sự khác biệt về các thế hệ thì chuyện gì xảy ra? Quan điểm khác nhau, xung đột diễn ra. Ví dụ như đừng có nói trong một công ty Baby Boomers và Gen X thì nghĩ rằng cái mặt đồ nhân tế mới thể hiện sự chuyên nghiệp, nhưng về Gen Y họ lại nghĩ theo kiểu khác. Thì do đó là nội cái đó không là nó xảy ra một sự xung đột về quan điểm rồi. Và đó cũng là một cái dẫn chứng để tiến dẫn tới cái chuyện là vậy thì chúng ta khác nhau về điều đó, chúng ta sẽ quản lý như thế nào. Điểm thứ tư là với tốc độ công nghệ ngày càng tăng, tốc độ xử lý công việc nó cũng nhanh. Các bạn thấy hồi xưa là người ta gửi thư là chờ cả tháng cái đó. Còn bây giờ, cháu tôi vừa mới sinh con hồi tối hôm qua là hôm nay đã biết là nó sinh mấy ký thì nào. Thậm chí trao đổi liền ngay nhấn nút là trả lời qua Skype, qua Internet, qua Viber có thể nói chuyện được rồi. Thế thì như vậy là với tốc độ xử lý công việc ngày càng nhanh như vậy thì đương nhiên là cái chuyện làm sao cân bằng giữa work and life là lại một vấn đề mà công ty phải xem xét. Tức là người lao động ngày xưa người ta chỉ quan tâm đến một cái cạnh, còn ngày nay người ta quan tâm đến rất nhiều cái cạnh, làm sao cân bằng giữa cuộc sống riêng và làm sao cân bằng với nhu cầu công việc. Điểm cuối cùng đã là chủ doanh nghiệp thì thế nào chủ doanh nghiệp cũng sẽ xoáy quanh tất cả những người đang làm HR liên quan đến vấn đề là làm sao đảm bảo cái năng suất. Và đương nhiên bất kỳ chủ doanh nghiệp nào người ta bỏ đồng tiền ra, người ta cũng tính đến chuyện ROI, Return on Investment. Thì khi mà người ta bỏ đồng tiền ra như vậy, lập tức chúng ta thường hay nghĩ rằng HR là cái người tiêu tiền, nhưng mà chúng ta quên mất một điều là chúng ta phải chứng minh làm sao chúng ta tiêu tiền hiệu quả. Thì như vậy thì ở trong thế hệ ngày nay, đây là những cái thách thức mà HR đang vướng phải. Chính vì từ chỗ đó
mà chúng ta sẽ phải có cái góc nhìn khác hơn về lưu giữ nhân viên. Và tôi xin trình bày tiếp những góc nhìn khác hơn về lưu giữ nhân viên là như thế nào. Rất nhiều công ty khi tôi đi tư vấn thì có nhiều công ty bảo rằng là chúng em không có ngân sách để lưu giữ nhân viên. Nhưng nếu các bạn phân tích kỹ hơn nữa thì các bạn sẽ thấy là cái chi phí bỏ ra tiêu tốn vì một người nhân viên ra đi nó còn cao hơn nữa. Lấy ví dụ, một người nhân viên nếu như cái chi phí của chi phí turnover rate mà của nhân viên á, thì các bạn thấy nó chiếm hơn 100, tức là hơn 100 lương, tức là khoảng 1.3 năm lương của nhân viên. Thế nếu như là cost của chi phí của manager và sales turnover thì sao? Manager và vị trí sales mà bỏ ra đi thì cái chi phí nó sẽ là từ 200, tức là gấp đôi hoặc là 2.5 năm lương của cái thang lương, năm lương của những vị trí đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái chi phí lương mà để thay thế cho người đã ra đi nó sẽ thấp hơn so với chi phí mà mình lưu giữ. Và đó là cái điều mà để trả lời cho câu hỏi là nếu chúng ta số các doanh nghiệp cho rằng là mình không đủ, thật sự là nếu như các bạn tính toán lại thì những cái chi phí thì vẫn rẻ hơn. Cái thứ hai tôi muốn san sẻ một cái nữa là để ý một điều rằng là mỗi lần mà nhân viên nghỉ, các bạn ở đây mấy HR từ để ý thấy một điều này, manager mỗi lần mà để nhân viên của họ nghỉ, họ chạy lên, họ đặt phòng nhân sự, họ làm gì? Đề nghị phòng nhân sự tăng lương cho người này bởi vì người này sắp nghỉ. Và như vậy có nghĩa là cái người cấp trưởng đó họ chỉ mới nhìn có một cái cục, là cái cục lương căn bản thôi. Thế trong khi total remuneration, tức là toàn cái cục mà thù lao đó, nó sẽ gồm có mấy phần. Cái phần lương căn bản là một, cái phần bonus hoặc là incentive, và phần thứ hai là cái phần thưởng, phần thứ ba là benefits, phúc lợi, phần thứ tư là gọi là cái tiền thưởng lưu giữ hoặc là long term incentive. Thì đây là cái toàn cục đó nhưng mà họ không nhìn thấy. Thế thì do đó là về phía HR của chúng ta làm sao cho họ, chỉ ra cho họ và cùng phối hợp với họ để mà xem xét đến những yếu tố này. Và trong cái bài của tôi thì tôi có nói cái chữ xuống. Cái yếu xuống thì không có nghĩa là cắt cái lương hoặc là giảm cái lương căn bản, nhưng mà ý tôi nói là các bạn phải làm sao kiểm soát cái lương căn bản này bằng cách, ví dụ như tôi gần đây có một cái câu hỏi ở trên VHR là các bạn nói rằng là bây giờ có một anh tuyển vào profile được lắm, cái gì cũng được hết, có điều là lương lại cao hơn cái mức lương mà ngân sách đang cho. Thế thì vấn đề đặt ra là nếu bạn đồng ý cái mức lương cao hơn thì như vậy là được vượt khung lương căn bản của công ty. Như vậy thì mình nên chăng mình nên xem xét thương lượng với người ứng viên đó, xem xét thứ nhất là khả năng người này có thật sự đưa ra cung ứng được tất cả những yêu cầu mà công ty mong muốn hay không, và chúng ta xem xét ở những yếu tố khác. Ví dụ như thay vì là đồng ý đưa ra một mức lương cao hơn khung lương như vậy, chúng ta chỉ đưa một lương tương đối và sau đó là chúng ta sẽ đề xuất họ ở một cái điều kiện là nếu anh perform đúng ở mức này thì sẽ có phần thưởng cộng thêm như thế nào, hoặc là đưa thêm cái retention bonus vào. Thì đó là cái mà chúng ta xem xét để làm sao cho nó nhìn trong một cái nhìn toàn diện hơn. Đó là điểm kế tiếp. Một điểm nữa là theo ông Greg Smith, ông Greg Smith hiện nay được xem là gọi là 10 người dẫn đầu rising star, là cái ngôi sao đang lên về vấn đề quản lý nhân sự. Thì ông nói rằng là tiền có thể thu hút con người bằng cửa trước, nhưng mà để giữ họ lại, nhưng mà để cho họ không phải đi ra cửa sau thì phải có cái gì để giữ họ lại. Có nghĩa là tiền chỉ có thể tạo ra một cái năng suất, tạo ra một cái sự cải thiện, nhưng mà nó mang tính cách tạm thời thôi. Và muốn làm gì hơn nữa thì nó chưa đủ, nó không đủ để duy trì. Thế thì điều này nó dựa trên yếu tố gì? Tôi cũng xin san sẻ cái câu nói của Greg Smith, nó dựa trên cái cảnh sát của Hertzberg, cái triết lý của ông Hertzberg. Thì ông đưa ra là một con người á, nó có những cái yếu tố động viên bên trong, tôi gọi là intrinsic, yếu tố bên trong, yếu tố động viên nội tại, và một cái yếu tố động viên bên ngoài gọi là extrinsic. Thì
đâu là những yếu tố động viên nội tại và đâu là những yếu tố động viên bên ngoài. Yếu tố động viên bên trong đó là cái gì? Một là công việc thú vị. Các bạn hãy ý là hệ công việc càng thấy thích thì tự nhiên các bạn sẽ làm. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là cái cảm nhận là mình sẽ thành công. Nếu càng làm mà mình thấy là mình cái chuyện thành công nó sẽ càng lớn thì đương nhiên mình sẽ càng làm. Cái thứ ba là nếu vào một chỗ mà tôi được đối xử một cách công bằng, tôi cảm thấy cái quản lý này rất là công bằng thì đương nhiên là tôi sẽ càng thích làm hơn. Thứ tư là tôi đi vào làm việc và tôi thấy xung quanh tôi đều toàn có những người đồng nghiệp là đang hỗ trợ tôi hết mình thì như vậy tôi sẽ càng thích làm việc hơn. Cái thứ năm là tôi vào đây tôi được học hỏi nhiều, tôi gặp gỡ rất là nhiều bạn trẻ và các bạn trẻ. Khi tôi hỏi là điều gì khiến em thích làm việc ở đây thì nói là có thể ở công ty đa quốc gia em không được điều kiện này, nhưng ở đây em được bộc lộ hết tất cả những khả năng của em được trải nghiệm những điều mà ở công ty quốc gia em không được làm. Đó là một cái ví dụ về vấn đề cơ hội học hỏi. Và cái cuối cùng đó là được quyền quyết định trên công việc của họ. Tôi đi làm công tác tư vấn thì tôi nhận thấy là hiện nay các công ty Việt Nam cũng đã bắt đầu tuyển người tài từ các công ty đa quốc gia và trả một mức lương khá là hậu hĩnh. Nhưng mà cái chuyện giữ được họ hay không thì lại là cái câu hỏi nằm ở chỗ là có cho quyền ra quyết định hay không. Có rất nhiều công ty tuyển được người tài nhưng mà chỉ trong vòng 3 tháng hoặc 6 tháng mới ra người ta đã bỏ ra đi, là bởi vì mỗi lần tôi đưa ra quyết định này thì đụng tới con ông chủ, đụng tới lãnh đạo thì đụng tới vợ ông chủ, thì do đó là tất cả những cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện mà quyết định họ ở lại hay không ở lại. Và đó là cái yếu tố nội tại. Còn cái yếu tố mà bên ngoài là cái gì? Đó là lương căn bản, đó là thưởng, đó là phúc lợi, đó là mối quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp và điều kiện làm việc. Thì ở đây theo ông Hertzberg thì ông nói như thế này nè, cái cột phía bên tay phải có nghĩa là cái cột mà tôi đang đánh dấu trừ á, thì ông nói là yếu tố này là yếu tố cần, ông gọi là yếu tố hygiene factors. Hygiene factors là yếu tố, tôi tạm dịch là yếu tố vệ sinh, nhưng ý ông nói là gì? Yếu tố này cần giống như là vệ sinh chúng ta cũng cần vậy, nhưng mà hỏi là đủ để giữ người hay không thì thật sự chưa đủ. Nó cũng giống như trong một chiếc xe các bạn đang chạy, nhớt chúng ta cần không ạ? Cần, nhưng mà thêm nhớt nữa thì sao? Không ổn đúng không ạ? Thì do đó cái bên lương mà cũng vậy, các bạn có chắc rằng để thêm lương là người ta tăng năng suất không? Chưa chắc. Do đó, đó là cái yếu tố phía bên tay phải là ông nói là đây thật sự không phải là yếu tố động viên, nhưng mà cái yếu tố phía bên tay phải á, là yếu tố rất quan trọng, thì ông nói yếu tố đó mới đúng là yếu tố động viên. Và một cái khảo sát gần đây cho thấy là hơn 90% sự gắn bó của nhân viên, động viên và năng suất của họ có thể được cải thiện khi chỉ khi là cá nhân của người đó họ cảm thấy gắn bó, cảm thấy động lực làm việc từ họ. Một cái phát biểu khác từ phía bên ông Doug Pelino là Chief Talent Officer của công ty Xerox thì ông nói như vậy: hiện nay có rất nhiều cái chiến lược lưu giữ, nhưng mà chiến lược lưu giữ mà phổ biến nhất là gồm có những bằng tiền, bằng các cổ phiếu, bằng các tiền thưởng. Chúng tôi chắc chắn có sử dụng, nhưng mà chúng tôi không chỉ dừng ở đó mà chúng tôi củng cố thêm về vấn đề là văn hóa và giá trị. Các bạn không thể nào chỉ ghi tiền, chỉ cho tiền, và bởi vì nó không bao giờ nghĩa là hữu hiệu cả. Nghĩa là nếu như các bạn chỉ dừng bằng tiền không thì nó chưa đủ. Rồi, vậy thì đương nhiên giữ nhân viên bằng tiền là chắc chắn là cần, nhưng mà làm thế nào giữ nhân viên với một cái chi phí nhỏ hơn, với một ngân sách nhỏ hơn. Tôi muốn nhắc lại là cái câu nói của bạn ý là rất là thấp, tôi không dám tới chữ đó, tôi chỉ nói chữ nhỏ hơn thôi. Điều đầu tiên tôi muốn phân tích cái chữ retaining right employees. Khi ta nói chữ right thì như vậy là giữ nhân viên nào cho đúng. Thì cái chuyện đúng này thì như vậy nó sẽ đòi hỏi điều thứ nhất là
điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, chúng ta hãy xem xét coi cái vị trí nào là vị trí then chốt. Thế thì cái việc xác định vị trí then chốt nó nằm không phải quyết định ở bởi cái người giám đốc nhân sự, mà phải là trong top management cùng nhau ngồi lại đâu là những vị trí then chốt. Điểm thứ ba là chúng ta sẽ xác định coi trong số các cái vị trí then chốt đó thì ai là những người mà chúng ta cần giữ. Thế thì vấn đề xác định ai là người chúng ta cần giữ là phải có phương thức và phải có thứ tự ưu tiên. Phải có phương thức, bởi vì nếu không á thì sẽ có cảm tính của từng manager xen vào. Và như vậy cái phương thức HR là cái người phải xây dựng. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta lưu giữ rất nhiều người, nhưng mà ngân sách thì phải có thứ tự ưu tiên. Nếu không á thì cái ngân sách nó như phải chia ra, chia đều ra thì cuối cùng cũng nhận được việc gì. Thì đó là có một cái bổ sung nữa là ngoài cái ngân sách ra thì cái thứ tự ưu tiên lưu giữ nó cũng phải theo phù hợp theo chiến lược của công ty. Ví dụ như trong thời gian start up công ty thì có thể là phải xem xét vị trí này tôi cần phải đặc biệt là lưu giữ hàng đầu, nhưng mà ở cái vị trí mà công ty đang chuẩn bị grow thì đâu là những vị trí nào là mang lại cái doanh thu hay mang lại cái grow cho công ty, thì khi đó các bạn phải xem xét. Và một vài cái tip, một vài cái lời khuyên với cái thời liệu thời gian không cho phép nhiều, tôi không có thể thảo luận nhiều, nhưng tôi chỉ đưa ra đây 10 cái giải pháp mà để lưu giữ nhân viên với một ngân sách nhỏ hơn. Một là các bạn phải đảm bảo là tuyển đúng người. Khi tôi nói là high rise, chứ tôi không nói là high the best employees, tức là tuyển đúng người. Và cái tuyển đúng người này các bạn phải xem lại cái behavior của người đó, coi có phù hợp với văn hóa của công ty hay không. Có rất nhiều người là có rất nhiều công ty là tuyển là nhắm vào cái chuyện là họ phù hợp về năng lực, nhưng mà họ phù hợp về năng lực nhưng mà chưa chắc cái thái độ hành vi đó lại phù hợp với văn hóa của tổ chức. Điểm thứ hai là các bạn nên benchmark, tức là so sánh cái tỷ lệ nhân viên nghỉ việc với bên ngoài, và mình phân tích cái tỷ lệ nhân viên nghỉ việc. Benchmark để gì? Benchmark để mình biết được là cái tỷ lệ nhân viên nghỉ việc của mình nó đang cao hơn hay đang thấp hơn. Nhưng chớ buồn mừng khi thấy mình thấp hơn, bởi vì nếu thấp hơn mà toàn là manager không thì chắc mệt rồi đó. Thật ra do đó là chúng ta phải phân tích chung cả tỷ lệ nghỉ việc. Thì khi phân tích tỷ lệ nghỉ việc, các bạn hãy phân tích kỹ hơn về những tỷ lệ nghỉ việc của các trưởng, của professional staff, của những vị trí then chốt là bao nhiêu. Thậm chí nếu đó là sales thì chúng ta nên xem xét coi cái sales của khu vực nào là đang có khu vực biến động nhiều nhất. Bởi vì phần lớn chúng ta thường hay làm cái recruitment plan, cái mặt tuyển dụng, chúng ta chỉ dựa trên cái headcount plan, ít có ai để ý đến cái tỷ lệ nhân viên nghỉ việc. Rồi nếu như các bạn đang quản lý về sản xuất thì các bạn cũng nên xem phân tích luôn tỷ lệ nghỉ việc của từng production line, coi thử cái từng cái dây chuyền sản xuất, coi thử là cái dây chuyền nào là cái dây chuyền đang có sự biến động lớn nhất để mình có cái mặt chuẩn bị. Tại vì nếu cái dây chuyền sản xuất đó có 5 dây chuyền sản xuất mà chỉ mỗi cái dây chuyền sản xuất đó là biến động, vậy thì việc đầu tiên nên xem lại cái management ở chỗ đó như thế nào, hoặc là sản phẩm ở chỗ đó có khó hay không để mình xem xét. Điểm thứ ba là tôi đề xuất là nên xem xét lại việc đầu tư cho manager của các bạn. Ở đây tôi không nói đầu tư là bằng cách là tăng lương, nhưng ta đang nói cái chuyện đầu tư ở đây là lưu ý về cái cách tương tác của những người này đối với nhân viên. Họ đang ở mức nào? Có những người cấp trưởng họ rất giỏi về chuyên môn, nhưng khi tương tác với nhân viên thì lại không biết cách truyền lửa cho người nhân viên. Và điều này rất là nguy hiểm. Các bạn thử tưởng tượng một người manager mà có 3 tầng ở phía dưới, lửa họ đang 100%, nhưng vì họ không biết truyền lửa, xuống tới tầng thứ 2 nó còn có 50%, vậy thì xuống tới tầng thứ 3 thì còn bao nhiêu nữa. Thì do đó là điểm thứ 3 là các bạn hãy đầu tư về những cái kỹ năng mềm cho những người cấp trưởng này. Thứ 4 là hãy xây dựng một cái văn hóa tích cực. Cái văn hóa tích cực này tôi nghĩ là tôi chỉ đơn cử một vài ví dụ. Tôi đang tư vấn cho một cái doanh nghiệp, mà ở doanh nghiệp đó thì họ thường hay đề cập đến cái vấn đề là teamwork. Trong vấn đề teamwork họ chỉ nhấn mạnh có mỗi một điểm là làm sao cho nhân viên chịu giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn thấy hồi nãy khi mà tôi nói về yếu tố động lực nội tại đó, thì có nói cái chỗ collaboration, tức là cái sự hỗ trợ thực sự của người nhân viên.
mình hô hào trên quận, nhưng mỗi lần mà yêu cầu có sự hỗ trợ thì sẽ xảy ra chuyện đùn đẩy công việc, việc này của anh kia, việc này của anh nọ. Thế thì cái chuyện xây dựng văn hóa đó là việc hãy bắt đầu từ một cái hành vi đơn giản nhất là điều gì, là thúc đẩy, gọi là high team performance, điều gì là thúc đẩy đến cái chuyện là cái năng suất cao của đội ngũ, thì hãy xoáy vào đó trước tiên. Yếu tố thứ năm là các bạn hãy cung cấp thêm những cái coaching và mentoring. Tôi mong rằng là các bạn phân biệt được hai cái từ này, coaching và mentoring. Thì coaching nó cung cấp hỗ trợ nâng cao kỹ năng thực sự, còn mentoring là giúp một người có kinh nghiệm truyền đạt kinh nghiệm cho người khác để truyền lửa cho cái người nhân viên, đặc biệt là nhân viên có thể Gen Y và Gen Z. Cái điểm thứ sáu là hãy đi tìm cái phúc lợi mà nó mang tính cách là đặc biệt nhất cho cái người nhân viên mà tốt nhất. Tôi đưa một câu chuyện như thế này để các bạn hiểu rõ hơn về cái mà tôi đang nói là unique perk cho best employees. Vào năm 2000, lúc thời điểm đó tôi đang làm head HR của Avantis Pharma, thì ở bên GSK, cũng là một công ty dược, thì họ GSK của bên Asia Pacific, thì cái người HR director của Asia Pacific của GSK vào thời điểm đó đang bị headhunt bởi một công ty khác offer một mức lương cao hơn. Nhưng mà bên GSK Asia Pacific lúc bấy giờ rất là thông minh, họ đưa ra một cái suggestion khác, và cái điều kiện này đã giúp cho cái người head of HR đã chấp nhận ở lại. Tức là thứ nhất, anh này là best employee, thứ hai là tuổi của anh khá là cao, và người và ở công ty đó đã nhận diện ra được là anh này anh cần một cái, đó là thường thường đàn ông thì thích cái pride, là cái điểm quyền của người đàn ông, cho nên là được trong công ty đã nhận diện ra cái pride của ông này, và do đó cái niềm tự hào thì họ mới đề xuất ra một cái phúc lợi, đó là cung cấp cho anh này nguyên một cái phòng làm việc ở trên một cái tầng. Ảnh có một phòng làm việc đó nguyên trên một cái tầng đó, một mình ảnh. Và đương nhiên là công ty thứ nhất theo chiến lược thì chỉ cần giữ anh này thêm một năm nữa. Thứ hai là với độ tuổi, với cái nhu cầu của anh chỉ cần như đó, và các bạn biết là với ngân sách đó không cần tăng lương, chi phí thấp hơn mà vẫn giữ được người này. Và đây là một cái unique perk, tức là cái perk này trên thị trường không có, không ai cung cấp hết, chỉ có mình công ty đã cung cấp thôi. Cái thứ bảy là hãy cung cấp cái benefit cho different employees. Tất nhiên ở đây tôi không đang nói rằng là 100 nhân viên, thế là mỗi nhân viên được cung cấp khác nhau, mà chúng ta sẽ phân theo từng employee categories mà mình phân tích. Ví dụ như Gen Y nó thích cái gì, Gen X nó thích cái gì, Baby Boomers thích cái gì, thì đó là một cái ví dụ. Đừng có cho một cái gì chung. Tôi thấy là tôi đang thấy hiện tượng hiện nay á, có một số bạn trẻ mới bắt đầu làm HR thì hay có thói quen như thế này. Các bạn đang làm HR ở công ty A, cái các bạn qua công ty B, các bạn apply toàn bộ chính sách phúc lợi của công ty A và công ty B, đó là một điều hết sức sai lầm. Và lời khuyên là nếu các bạn muốn xây dựng một chính sách phúc lợi hết sức phù hợp thì các bạn hãy khảo sát nhu cầu của những nhân viên ở đó để xây dựng chính sách phúc lợi. Và hãy để ý vào cái employee demography, tức là để ý vào cái độ tuổi, cái độ tỷ lệ độ tuổi ở nhân viên đó để mình tính. Tỷ lệ độ tuổi này, hoặc là tỷ lệ nam nữ này đó để mình tính. Nên tăng cường cái employee recognition. Tôi đi tư vấn thì tôi thấy có một công ty họ đã có một cái hình thức mà nhìn nhận sự đánh giá của nhân viên rất là hay. Các bạn hình dung là ở cái quầy reception họ có một cái cây, và trên cây nó có nhiều lá, và cứ mỗi một cái lá như vậy là lời khen ngợi hoặc ghi nhận của ai đó đối với một người nào đó. Và tôi nhớ có một lần là tôi đi ngang thì tôi thấy, tại vì hôm đó tôi đi dạy ở công ty đó cũng 3 ngày, và tôi thấy là có một chị nhân viên ngày nào trước khi đi làm, tôi thấy chị cũng đọc một cái tờ lá ở trên đó, và trước khi về chị đọc tờ lá đó. Khi tôi tò mò, tôi phải lại tôi xem, tôi coi thử như thế nào, thì hóa ra cái lá đó là một cái recognition, tức là một cái lời khen ngợi ghi nhận của người tổng giám đốc đến chị này. Và chị này chỉ là một nhân viên rất ư là bình thường trong công ty. Thì như vậy là chúng ta hãy nhấn mạnh vào điều đó để lưu giữ họ nhiều hơn. Điểm thứ 9 đó là các bạn hãy cho một cái lộ trình rõ hơn, cho họ thấy một cái mục tiêu rõ hơn và cho họ thấy cái yêu cầu
rõ điều gì thì họ sẽ càng thấy để họ soi rõ lại bản thân họ. Bởi vì cái Gen Y á, là thành công của họ làm sao gắn liền cái thành công cá nhân của họ với cái thành công ở trong tổ chức của mình, thì đó là cách để chúng ta truyền đạt các thông điệp. Cái điểm thứ 10 là như hồi nãy tôi có nói là các bạn hãy bắt đầu xây dựng cái quỹ cái chương chính sách phúc lợi bằng cái chuyện là khảo sát những cái gì họ muốn và thực hiện cái yêu cầu của họ hơn là khảo sát xong rồi bỏ hoàn bình. Thì đó là năm cái điều tôi đưa ra một vài ví dụ về vấn đề là những cái phúc lợi mà mang tính chất đặc biệt. Ví dụ như đây là một vài cái phúc lợi mang chi phí thấp, ví dụ như là casual dress code, tức là trang phục mà thường phục. Đương nhiên công ty insurance mà bắt là bảo là mặc đồ nghĩa là gì đó áo thun quần jean thì rất là khó coi. Nhưng mà nếu như công ty mình không có đến độ mà đòi hỏi là phải đặt ở công ty ở những mức độ mà chuyên nghiệp cao, thì có thể trong một tuần các bạn sẽ reserve ra một ngày hay một buổi nào đó cho người ta mặc casual dress. Tôi nhớ là tôi có đến một cái công ty, không biết ở đây có bạn là đang làm ở Mass Industries không nhỉ? Tôi nhớ là tôi đến công ty Mass Industries, tôi khá ngạc nhiên là hôm đó tôi mặc đồ rất là chỉnh chu bởi vì consultant. Nhưng mà đến tới nơi thì toàn bộ công ty ở đó từ cấp trưởng cho đến nhân viên là người ta mặc đồ rất là thoải mái, áo thun, thậm chí quần lửng. Thì đó là một cái ví dụ, nhưng mà đương nhiên có thể phù hợp với văn hóa của công ty. Cái thứ hai nữa là làm việc từ xa. Các bạn thấy là khi cho nhân viên làm việc từ xa thì các bạn có lợi ích là gì? Không tốn tiền tiền điện đúng không? Rồi thứ hai đó là tiền internet, tiền gì là tốn khi tại nhà của người đó, chứ không tốn tiền của mình. Do đó cái này cũng là chi phí thấp. Nhưng những người nhân viên mà họ làm họ ở xa nhà hoặc là nhân viên trên qua thì họ lại rất thích cái này. Thậm chí là một số người tôi đang không nói về trên qua, nhưng mà trong công ty của tôi thì một số nhân viên tư vấn mà họ đang bận có con nhỏ hoặc là họ cần có thời gian chăm sóc con cái và đưa đón con cái để phụ giúp cho chồng, thì rõ ràng họ rất cần kiểu mà làm việc từ xa này. Cái điểm thứ ba là flexible working hours. Ví dụ như là các bạn không cần cắt công, nhưng các bạn cho người ta vào nghỉ xong người ta làm đúng, làm hết việc thì là đấy cũng là một cái dạng flexible working hours. Thế thì một vài ví dụ khác là làm thế nào để giữ những người ở thế hệ mà thế kỷ gì đó, Gen Y á. Thì Gen Y thì đây là một vài ví dụ, tôi sẽ cho các bạn cái ví dụ điển hình hơn ở cái hình này. Đây là một vài ví dụ, một vài công ty người ta đang tìm cách là làm cho Gen Y happy hơn, vui sướng hơn khi đến làm việc. Cái điều này tôi nghĩ nó cũng hợp lý, và các bạn hình dung là một ngày chúng ta đi làm 8 tiếng, nhưng nếu cộng thêm working overtime nó có khi thành 10 tiếng. Thế thì 10 tiếng cộng với 8 tiếng ở nhà, các bạn thấy chỉ có 8 tiếng ngủ là hơn nửa ngày là đã dành cho công việc rồi. Thì chị làm sao cho họ cảm thấy là đi vào làm việc với một cái tinh thần hăng say nhất? Thì đây là một vài hình ảnh. Thứ nhất là các bạn thấy là công ty Philips và Marico thì họ quản lý bằng những công nghệ, tức là mọi người sẽ coi như là truyền đạt với nhau và làm việc báo cáo. Họ không có theo dõi chấm công, họ chỉ theo dõi trên cái vấn đề là những công việc mà đã hoàn thành. Thì đương nhiên là cái mô hình này nó phù hợp cho những đối tượng, những vị trí là sales, còn vị trí production thì tất nhiên là tôi sẽ không recommend làm việc này. Công ty thứ hai là về IBM. Thì IBM thì lại focus về vấn đề work-life balance. Họ tìm cách là nuôi dưỡng cái sự đam mê của cái người nhân viên này bằng những chương trình, ví dụ như là trong một tuần lễ, tôi lấy ví dụ như IBM ở Philippines, thì trong một tuần lễ họ sẽ reserve ra một giờ để mà mọi người nói chuyện san sẻ với nhau về những cái thành công trong cuộc sống. Thì để thứ nhất là để cho họ bộc lộ ra những cái trở ngại, những thách thức, những cái chán nản của họ, và thứ hai họ sẽ đưa ra giải pháp tạm tức khắc để giải quyết, giảm bớt những cái mối ưu tư phiền muộn. Họ cũng san sẻ cái cách để họ cân bằng giữa work and life là như thế nào. Một cái ví dụ thứ ba nữa ở bên IBM, cũng là bên IBM, thì họ sẽ giới thiệu ra những cái cơ hội làm việc
không chỉ ở trong quốc gia mà họ giới thiệu những cái cơ hội làm việc ở trên thế giới, và nó làm cho cái người nhân viên là cảm thấy là tò mò muốn biết cái công việc đó ra làm sao để họ đăng ký họ đi làm. Một cái ví dụ khác là bên IBM họ cũng đã tổ chức ra những cái chương trình mà nó mang tính cách là kết nối với cộng đồng. Một vài cái ví dụ như là họ sẽ đến xây dựng một cái cơ sở, một cái cơ sở là gọi là charity, là tổ chức từ thiện. Trong đó là người ta xây dựng một cái từ A đến Z, những cái hệ thống về phần mềm, máy vi tính. Thì tất cả những kỹ sư của IBM đã đến những cái tổ chức từ thiện này, đặc biệt là những cái nơi mà giống như Việt Nam chúng ta là có những cái tổ chức là làng SOS hay là làng thiếu nhi mà trẻ em mà bị cha mẹ bỏ rơi đó, thì họ đến những chỗ đó để họ xây dựng. Và tất cả những người này họ đề xuất những giải pháp, thì họ gom tất cả những người này vào, đặc biệt là những cái đối tượng gọi là management training, họ đưa vào để cho họ xây dựng. Career Path thì họ sẽ, đối với IBM và Marico thì họ sẽ làm một cái buổi trò chuyện, gọi là gì, phỏng vấn với chuyên gia. Thì chuyên gia thì là ai? Đó là những người có kinh nghiệm thảo làng ở tại công ty, sang sẻ kinh nghiệm của họ cho những người nhân viên trẻ là Gen Y, để họ hình dung thấy 10 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa thì họ có thể làm được tới những vị trí nào. Và cái điểm đặc biệt cuối cùng là cái mà tôi đang nói là reverse mentoring. Đối với tôi rất thích cái chương trình này và tôi đã áp dụng ở trong công ty. Các bạn cũng biết là thế hệ baby boomers như tôi là tôi được mệnh danh là poor technology. Tôi rất là kém về công nghệ. Thế thì do đó ở trong công ty thì tôi lại có những bạn Gen Y sử dụng công nghệ rất là good. Và chính cái bạn Gen Y này sẽ là người làm mentoring cho tôi, truyền cảm hứng cho tôi, để tôi cảm thấy là nhờ bạn đó tôi thấy là tôi biết sử dụng Viber. Thế các bạn hình dung là Samsung là khi tôi đến nói chuyện, Samsung tặng cho tôi cái điện thoại mà tôi biết sử dụng gì hết, ngoài cái chuyện là những phone và text message. Do đó là khi tôi làm việc với lại những bạn mà Gen Y thì chính họ là truyền cảm hứng cho tôi là làm sao biết sử dụng smartphone đủ nhiều hơn. Thì đấy là một cái ví dụ là mentoring theo kiểu ngược, tức là thông thường người có kinh nghiệm làm mentor cho người khác kinh nghiệm đã làm, nhưng người ít kinh nghiệm nhưng họ có kỹ năng về tinh học giỏi hơn thì mình cũng có thể cho cái mentoring ngược lại. Thì tất cả những cái giải pháp mà tôi đưa ra đây thì nó xoay quanh vào những cái yếu tố mà gọi là phi tỷ lệ. Và đương nhiên với cái thời gian mà nó quá 100 tiếng thì tôi sẽ không thể nào giải đáp được hết tất cả những cái yêu cầu. Và tôi hy vọng đây chỉ là một vài cái tip để cho các bạn xem xét. Lời cuối cùng thì xin cảm ơn GLT VNHR đã tạo điều kiện cho tôi có mặt ở đây để sang sẻ một vài cái góc nhìn của tôi với các bạn. Và nếu như các bạn có câu hỏi gì thì cứ gọi.